Thưa quý vị, thưa ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, chiều qua Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố đã đến động viên và khen thưởng đột xuất cho đội hình sự Công an quận Liên Chiểu về thành tích nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường trong thời gian qua. Trước đó, vào chiều ngày 2 tháng 3, một phụ nữ trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu trình báo về việc bà bị một thanh niên giật mất tài sản là một sợi dây chuyền vàng khi đang lưu thông trên tuyến đường Tôn Đức Thắng. Tiếp nhận thông tin, Công an quận Liên Chiểu đã khẩn trương vào cuộc rà soát và phát hiện Phúc có nhiều biểu hiện nghi vấn, trùng khớp với nhận dạng thủ phạm gây nên vụ cướp giật nói trên. Đến thời điểm ngày 5 tháng 3, khi Phúc vừa về phòng trọ tại phường Hòa Phát thì bị phát hiện bắt giữ. Được biết, Phúc còn là bà con với một đối tượng khác vừa gây ra hàng loạt các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố đánh giá cao những nỗ lực của Công an quận Liên Chiểu truy xét thành công đối tượng Phúc, lấy lại được tài sản trao trả cho bị hại. Mong muốn cán bộ chiến sĩ Công an quận nâng cao tinh thần trách nhiệm, vượt mọi khó khăn, đấu tranh đến cùng với các loại tội phạm để bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân thành phố.